kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Sáng nay tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí, mùng 9 tháng 7 1912, mùng 9 tháng 7 2023. Đoàn đại biểu thành kính dâng hương dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí, một chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Cử sinh ra lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1929, trở thành Tổng Bí thư của Đảng vào tháng 3 năm 1938. Đồng chí là một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chỉ đạo thay đổi chiến lược, tạo ra bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1938-1941. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến đầu tháng 7, đơn vị đã nhận được 3 công văn công bố 15 dự án nhà ở xã hội của các tỉnh Bắc Giang, Trà Vinh và Tây Ninh. Trong đó có 5 dự án đã được cấp phép xây dựng. Các địa phương cấp phép xây dựng các dự án nhà ở xã hội đã được các tổ chức tín dụng sẵn sàng cho vay. Đến nay, một số ngân hàng như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam Agribank bắt đầu cho vay trong gói tín dụng 120.000 tỷ. Trong đó, BIDV là ngân hàng đầu tiên ký hợp đồng tín dụng tài trợ dự án nhà ở xã hội theo chương trình 120.000 tỷ đồng. Cụ thể, BIDV sẽ tài trợ 99 tỷ đồng cho dự án khu nhà ở xã hội thấp tầng tại lô đất N02 thuộc khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Theo Bộ Xây dựng, tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã được khởi công xây dựng với tổng số khoảng 18.768 căn, gồm 6 dự án nhà ở xã hội quy mô 7.730 căn tại Hải Phòng, Hà Nội, Lâm Đồng và 3 dự án nhà ở công nhân với quy mô 11.038 căn tại Hải Phòng, Bình Định và Bắc Giang. Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đã cơ bản hoàn thành bàn giao phần diện tích đất nông nghiệp cho dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô. Hiện xã đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt là các dòng họ trong việc di chuyển mồ mả, nhường đất cho dự án, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng. Xã Vĩnh Khúc có diện tích đất cần bàn giao cho dự án khoảng 316.000 m2, trong đó đất Nghĩa Trang khoảng trên 11.000 m2. Đối với diện tích đất nông nghiệp, xã đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao mặt bằng. Hiện xã đang đẩy mạnh công tác rà soát xác minh đối với các diện tích đất cần bàn giao còn lại, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, kết hợp với các hội đoàn thể bám sát cơ sở, đặc biệt là các dòng họ có phần mộ tại hai nghĩa trang nằm trong diện tích di dời tại thôn Khúc Lộng và thôn Vĩnh Bảo. Đến nay, nhiều dòng họ trong xã đều đồng thuận di chuyển phần mộ của gia đình nhường đất cho dự án. Hiện tỉnh đã có thông báo chấp thuận diện tích đất xây dựng mở rộng nghĩa trang của hai thôn Khúc Lộng và thôn Vĩnh Bảo là trên 3,8 hectare. Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài có chiều dài 514 km nối từ Quảng Trạch, Quảng Bình tới phố nối tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng được phê duyệt trong quy hoạch điện 8, dự kiến đưa vào vận hành năm 2025-2026. Tuy nhiên, để tăng cung ứng giảm thiếu điện cho miền Bắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tháng 6 năm 2024 phải gấp rút hoàn tất dự án để cung ứng điện cho miền Bắc. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia EVN-NPT hoàn tất hồ sơ các dự án trong tháng 7, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 8 và phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 9. Sau khi dự án đầu tư được phê duyệt, EVN và EVN-NPT khẩn trương làm việc thống nhất với các địa phương để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chậm nhất tháng 6 năm 2024 phải hoàn thành, vận hành dự án với các địa phương có dự án đi qua như Quảng Bình, Thái Bình, Hưng Yên. Bộ trưởng đề nghị giữ đúng hướng tuyến của dự án, cập nhật vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định.
Thực hiện đề án điện xanh, sau 4 năm, Hưng Yên đã có gần 50.000 MWh điện năng phát lên lưới điện quốc gia, góp phần bù đắp lượng điện đang thiếu trên hệ thống và đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng lượng điện được hòa lưới và được ngành điện thanh toán tiền là gần 50.000 MWh. Công suất cực đại từ hệ thống điện mặt trời được ghi nhận là những ngày nắng nóng trong tuần vừa qua đạt trên 26,4 MWp, tương đương với 132 MWh điện năng được lên lưới. Được biết, hiện nay Sở Công Thương Hưng Yên đã có tờ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án số phát triển điện năng lượng mặt trời. Mục tiêu từ nay đến năm 2030 thì 50% trụ sở các cơ quan nhà nước được lắp đặt điện mặt trời áp mái. Sản lượng điện mặt trời áp mái đạt 20% lượng điện tiêu thụ cao nhất của tỉnh. Tỉnh Hưng Yên có tiềm năng về loại hình du lịch văn hóa với số lượng di tích xếp hạng quốc gia đứng thứ 3 cả nước, đồng thời có lợi thế về du lịch nông thôn dựa vào sự đa dạng của làng nghề truyền thống, các đặc sản và vườn cây ăn quả. Tuy nhiên, hiện nay du lịch Hưng Yên phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế đó. Để từng bước khắc phục hạn chế này, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Hưng Yên đã ban hành nghị quyết số 13 về chương trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm xây dựng Hưng Yên trở thành một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn ở khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên tích cực các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại các hội chợ du lịch trong nước nhằm giới thiệu điểm đến và các tour du lịch tham quan Hưng Yên. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế mô hình du lịch tại một số tỉnh, thành phố để những người làm du lịch có thêm kiến thức và định hướng phát triển sản phẩm du lịch ở hộ gia đình. Tối qua tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, đoàn nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã tổ chức chương trình diễu hành biểu diễn nhạc kèn phục vụ nhân dân. Tại chương trình, người dân được thưởng thức nhiều tác phẩm nổi tiếng về quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, lực lượng Công an Nhân dân qua phần trình diễn của dàn nhạc kèn của đoàn nghi lễ Công an Nhân dân như Đất nước chọn niềm vui, Việt Nam quê hương tôi, Hành khúc thắng lợi, Người công an thân yêu, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Nối vòng tay lớn. Đặc biệt, người dân còn có dịp thưởng thức các tác phẩm ca ngợi quê hương Hưng Yên. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa lực lượng Công an Nhân dân với nhân dân. Theo đại diện Ban Quản lý Khu Du lịch Tam Cốc Bích Động, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ ngày 9 tháng 7, khu du lịch sẽ tạm dừng đón khách tham quan để thực hiện các hoạt động phục hồi cảnh quan bảo tồn giá trị di sản quần thể danh thắng Tràng An theo kế hoạch. Đây cũng là thời gian để khu du lịch tập trung sắp xếp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đón tiếp khách cho những người lái đò tại đây, đảm bảo phục vụ khách du lịch tốt hơn trong thời gian tới. Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện giúp du khách chủ động thời gian khi tham quan du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình đã giao Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tích cực hỗ trợ hướng dẫn du khách lựa chọn tham quan các điểm du lịch khác của tỉnh trong thời gian khu du lịch Tam Cốc Bích Động tạm dừng đón khách. Khu du lịch Tam Cốc Bích Động do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư và hiện nay đang quản lý khai thác. Toàn bộ lao động làm nghề chèo đò ở đây đều do doanh nghiệp này trả lương. Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo dữ liệu từ chính phủ Brazil, nạn phá rừng Amazon tại quốc gia này đã giảm trên 30% trong nửa đầu năm 2023. Đây được xem là tín hiệu tích cực nhờ thực hiện các chính sách mới nhằm ngăn chặn nạn phá rừng ở Brazil. Thời gian qua, Tổng thống Brazil, ông Lula da Silva đã ưu tiên triển khai các chính sách bảo vệ môi trường cứng rắn hơn. Trong đó phải kể đến một loạt các giải pháp ngăn chặn nạn phá rừng vốn diễn biến phức tạp trong nhiều năm qua. Mặc dù vậy, những báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia cho hay vẫn còn khoảng 2.649 km2 rừng bị tàn phá trong nửa đầu năm 2023, mức thấp nhất kể từ năm 2019 cho tới nay. Số liệu trên đã phản ánh những thách thức mà Brazil sẽ phải tiếp tục đối mặt trong thời gian tới. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, thuốc điều trị bệnh Alzheimer mới của hãng dược Eisai Biogen đã được thông qua các tiêu chuẩn kiểm định để lưu hành tại thị trường nước này. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã cấp phép tiêu chuẩn cho thuốc điều trị Alzheimer Leqembi của Eisai Biogen. Thuốc được đánh giá là phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu.
Động thái trên của FDA được xem là mở đường cho việc lưu hành rộng rãi hơn trên thị trường loại thuốc này. Về cơ chế hoạt động, thuốc Leqembi được coi là một kháng thể thiết kế để loại bỏ các chất kết dính của một loại protein khỏi não của bệnh nhân Alzheimer, giúp giảm tới 27% tốc độ phát triển của bệnh. Một tòa nhà in 3D rộng gần 940 m² ở Florida được xây bằng máy in 3D đang chuẩn bị hoàn thành. Đây là công trình in 3D lớn nhất thế giới, có thể chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng cực hạn và mưa bão. Công trình này do British Farm thực hiện. Công trình của họ là một chuồng ngựa sang trọng ở Florida, có diện tích gần 940 m², tổng chiều dài là 47 m, rộng 25 m và cao 4 m. Để xây dựng tòa nhà, Printed Farm đã sử dụng máy in 3D có tên là BOD2. Đây cũng là cỗ máy dùng để tạo ra nhà in 3D 2 tầng đầu tiên tại châu Âu. Tòa nhà được thiết kế để phù hợp với điều kiện thời tiết địa phương, do đó có thể chịu được nắng nóng cực hạn và gió mạnh. Tòa nhà in 3D lớn nhất thế giới cũng có thể chống chọi với bão nhiệt đới. Sự linh hoạt và lợi ích công nghiệp của công nghệ in 3D cũng được thể hiện qua các bức tường của công trình với lỗ thông gió để làm mát tự nhiên cho tòa nhà. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.